xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn về desktop team. Điều đầu tiên đó là các bạn phải vào CH Play đối với hệ điều hành Android hoặc là App Store đối với hệ điều hành iOS để tải desktop team về. Sau khi các bạn tải xong thì các bạn vui lòng hoàn thiện bản cài đặt của mình. Khi mà các bạn cài đặt xong rồi thì các bạn sẽ vào desktop team, các bạn sẽ thấy được cái giao diện như thế này. Các bạn sẽ vào mục đầu tiên là hoạt động. Hoạt động thì đây thì có hoạt động tất cả mọi người và tin nhắn hoặc là tệp. Thì nó có ở đây. Rồi, các bạn qua mục trò chuyện. Trò chuyện ở đây là những cái cuộc trò chuyện của các bạn diễn ra trong ra hiện tại hoặc là trong quá khứ thì nó xuất hiện ở đây. Thì các bạn có thể là tìm các cuộc trò chuyện mới bằng cách là tìm kiếm các cái địa chỉ email mà các bạn đã từng liên hệ, hoặc là thêm địa chỉ email nào đó thì các bạn có thể thêm vào đây và các bạn nói chuyện. Các bạn tạo cái cuộc trò chuyện mới. Rồi, đây là cái các cái nhóm thuộc Microsoft Teams mà mình đã tạo trước trong trong này. Thì các bạn có thể thấy đó, cái mục đầu tiên là mục tạo nhóm. Thì các bạn bấm vào tạo nhóm, các bạn sẽ thực hiện các thao tác để các bạn tạo nhóm. Thì các thao tác này thì nó sẽ cho mẫu các bạn chọn, ví dụ như là mẫu đầu tiên là mẫu lớp học, thảo luận ở dự án nhóm, bài tập. Mẫu thứ hai là cộng đồng học tập chuyên nghiệp, PLC. Mẫu thứ ba là mẫu nhân viên và mẫu khác. Thì các bạn dựa vào nhu cầu công việc của các bạn mà các bạn lựa chọn và tạo các nhóm cho nó phù hợp. Thì việc tạo nhóm ở đây thì bao gồm có là tên nhóm, mô tả. Rồi quyền đây có nghĩa là cái quyền hạn của cái nhóm đó ạ. Các bạn công khai là các bạn để riêng tư. Tùy vào công việc và nhu cầu của các bạn mà các bạn lựa chọn cho nó phù hợp. Rồi, các nhóm khác thì các bạn làm tương tự như vậy ạ. Nói chung việc tạo nhóm này thì cái quy trình tạo nhóm nó giống nhau hoàn toàn. Nó chỉ có khác nhau là các thao tác của các bạn thôi. Và các nhóm mà các bạn lựa chọn để các bạn tạo thôi. Các bạn có thể là bấm vào dấu cộng ở trên cùng rồi các bạn tạo nhóm nha các bạn. Rồi, về cái mục cài đặt á, thì cũng có ở đây á. Thì mình vào chỗ cái ban giám hiệu á, thì mình sẽ thấy là cái nhóm này á, mình đang để chế độ riêng tư. Và các cái mục khác thì các bạn có thể là vào đây để các bạn quản lý cái nhóm của mình. Ví dụ như là quản lý thẻ vân vân. Đây, các bạn vào đây để các bạn quản lý nhóm. Các bạn bấm vào quản lý nhóm thì các bạn sẽ thấy được. Ở trong mục quản lý nhóm thì các bạn cũng có thể là tạo được tạo các cái nhóm mới cho mình. Nói chung là Microsoft Office 365 thì Microsoft đã xây dựng cái bộ Microsoft Teams này tương đối là hoàn thiện. Thì các bạn có thể thấy được là các nhu cầu công việc cũng như là các vấn đề nào đó thì nó tập trung đầy đủ tại đây. Ngoài ra Microsoft còn tạo ra các cái trang như trang support để hỗ trợ người dùng, hướng dẫn người dùng sử dụng Microsoft Teams một cách hiệu quả. Thì các bạn đang thấy là đây là trang support sử dụng dành cho cái mục thư mục bài tập. Đây là cái thư mục giống như kiểu như là meeting đó các bạn, tức là cuộc gọi dành cho nhóm. Các bạn có thể là đọc sơ qua cái mục support này để các bạn tìm hiểu và thao tác cho nó phù hợp. Rồi, mình sẽ qua mục lịch. Mục lịch đó thì nếu như các bạn đã từng coi các cái video trước của mình về cái việc mà tạo cuộc họp dựa trên lịch thì ở đây
các bạn sẽ thấy được là cái cuộc họp nó được tạo trực tiếp như thế này. Các bạn có thể là tạo cuộc họp trực tiếp luôn tại Microsoft Teams như thế này. Và khi các bạn tạo, khi bạn setup thì Microsoft Teams sẽ gửi về các thông báo cho các bạn để các bạn lựa chọn cho nó phù hợp. Thì các bạn bấm vô cái hình, cái icon của camera thì các bạn sẽ tạo được cuộc họp trực tiếp cho các bạn. Rồi còn các bạn bấm vào cái icon dấu cộng á, thì các bạn sẽ vào tạo được cái sự kiện mới. Thì cái sự kiện mới này nó giống như là cái video trước của mình. Thì về cái việc mà tạo sự kiện mới thì ở đây nó cũng tương tự như cái video trước của mình. Cái video trước của mình có nội dung là tạo tạo thư mời cuộc họp và 4.0 với các bạn. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm thì các bạn có thể lên xem video đó nha các bạn. Rồi mình sẽ thao tác qua cho các bạn nắm nha các bạn. Đầu tiên là các bạn tạo tên sự kiện. Rồi sau đó là các bạn là thêm người. Rồi sau đó là các bạn chọn là chia sẻ lên kênh hoặc là không. Thì nếu mà chia sẻ lên kênh thì các bạn chọn chia sẻ lên kênh. Thì khi các bạn chọn chia sẻ lên kênh thì sẽ có một hiện lên một cái bảng thông báo cho các bạn, một cái màn hình thông báo cho các bạn. Thì các bạn có thể là đọc sơ qua nếu như các bạn có thắc mắc gì đó. Này, đây là các kênh mà mình đã tạo trước. Rồi. Còn thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, nhắc lại địa điểm, vân vân, thì nó cũng giống như là thao tác lúc trước mà mình đã từng hướng dẫn cho các bạn trong cái video trước thôi ạ. Các bạn vui lòng nhìn mình thao tác để các bạn có thể là nắm rõ hơn về các cái thao tác này. Thì ở đây mình chọn được là ngày, tháng bắt đầu và thời gian kết thúc cuộc họp. Nói chung là cái Microsoft Teams này là xây dựng một cách, nếu như các bạn đã thành thục rồi á, đã thao tác thành thục rồi thì các bạn sẽ thấy được là cái những cái tiềm năng mà sau này để các bạn áp dụng vào thực tế. Ví dụ như là nói chuyện thay cho Viber hoặc là Skype vân vân, Skype vân vân, hoặc là Zalo vân vân, tạo cuộc họp, rồi tạo sự kiện mới. Ví dụ như là sự kiện ở đây thì các bạn có thể là thư mời hoặc là lịch họp trong tương lai. Rồi các bạn có thể là gọi video trực tiếp bằng các cuộc họp trực tiếp như là vừa nãy mình đã hướng dẫn cho các bạn. Rồi. Nói chung là các cái thao tác hoặc là các cái chức năng trên đây rất là phù hợp với nội dung công việc của từng cá nhân hoặc là công ty, cơ quan vân vân. Thì do hiện tại là cái nhu cầu sử dụng cũng như là mục đích sử dụng của mỗi cá nhân hoặc là mỗi công ty nó khác nhau, và nó cũng phụ thuộc vào cái chi phí vận hành và sử dụng. Thì nếu như mà các công ty hoặc là cá nhân có điều kiện thì các bạn nên sử dụng cái này. Tại vì mình thấy là nó rất là hiệu quả và nó phù hợp với lại nhu cầu công việc của tất cả mọi người. Nó chỉ là một app mà xây dựng nhằm hỗ trợ thêm cho bộ Office 365. Các bạn thấy đó, thì các cái vấn đề ở đây thì nói chung là nó tương đối đầy đủ. Nó sẽ giải quyết được hầu hết các cái nhu cầu của các bạn. Hôm nay mình review cho các bạn về một Microsoft Teams này thì mới mục đích là chia sẻ cho các bạn thêm về cái nhìn, chia sẻ cho các bạn. Với mục đích là chia sẻ thêm về các bạn về cái nhìn bao quát và tổng thể hơn về Microsoft Teams này.
cái Microsoft Teams này trong tương lai thì nó sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn và có thể là được sử dụng nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.